Các người hãy xem sức mạnh của ta đây. Chà! Ôi kìa! Lại! Chà! Ôi kìa! Sức mạnh của ta đâu hết rồi? À, ta cay lắm rồi đó nha! Đây rồi! Chuẩn bị! Các người đã thấy sức mạnh của ta chưa? Ta xin tự giới thiệu, ta là vị thần đẹp trai thanh lịch nhất vũ trụ, mang tên đó là Lenderbeard đẹp trai. Ta đã quay trở lại với các ngươi rồi đây. Ngày hôm nay ta tiếp tục đến với trái đất là để phá hủy nó, tại vì ta đã sở hữu được thêm rất là nhiều sức mạnh mới rồi, cực kỳ là nhiều luôn. Và đặc biệt trong ngày hôm nay, ta sẽ đem tới cho các ngươi góc nhìn chân thật về cái việc là ta phá hủy trái đất như thế nào. Và các ngươi không biết góc nhìn chân thật là như thế nào chứ gì? Vậy thì bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy đi thôi nào. Ta đã tới trái đất rồi đây, và đây là góc nhìn chân thật nhất để cho các ngươi thấy được trái đất bị phá hủy như thế nào. Hiện tại là các ngươi đã thấy, ta đã tới trái đất và các ngươi đã thấy được những tòa nhà cao tầng, đằng sau lưng là những ngọn núi đó, có mây đồ này nọ, ở dưới thì có xe đang chạy ở dưới đường. Góc nhìn này rất là chân thật luôn, cho các ngươi thấy được phá hủy là như thế nào hả? Lần trước thì các bạn thấy là chỉ là một cái trái đất thôi đúng không, mà mình chỉ phá hủy cái đó, bắn vô thôi, các bạn đâu có thấy được nhà, đâu có thấy được xe đồ đâu. Thì ngày hôm nay các bạn sẽ thấy rõ hơn những thứ này. Và ngày hôm nay nói nhỏ cho các bạn nghe là mình sẽ sử dụng sức mạnh của thần hủy diệt Lenderbeard đẹp trai mà không ai biết luôn các bạn. Đó là sao? Là mình sẽ sử dụng sức mạnh của thần hủy diệt phá hủy trái đất mà mọi người không biết đó là thần hủy diệt làm ra. Mọi người cứ tưởng đó là do thiên nhiên tạo ra. À, các bạn sẽ nghĩ tới những sức mạnh nào? Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy đây, cái sức mạnh gọi là hạ đầu tiên, đó là sức mạnh của mưa bão. Thì ai mà nghĩ là do thằng hủy diệt tạo ra đúng không? Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi nè. Các bạn thấy như thế nào? Sấm chớp một cái một sập hết một cái tòa nhà cao tầng luôn. Nào, lại một lần nữa nào. Ghê chưa? Các bạn thấy sấm chớp không? Nè, sấm chớp nè. Wow. Mấy cái xe nó chạy tới nè, nó đổ hết luôn các bạn, thấy không? Đó, thấy chưa? Không còn một cái xe nào đây hết á. Wow. Đấy, các bạn thấy không? Đây đâu có, người ta đâu có nghĩ đây là do thằng hủy diệt tạo ra đâu. Người ta cứ nghĩ đây là do tự nhiên nó tạo ra. Oh my god. Vậy là ngày hôm nay mình là gọi là phá hủy trái đất mà không ai biết mình làm hết nè. Ok, các bạn thấy chưa? Đó, các bạn thấy những cái tòa nhà không? Sụp đổ ngay lập tức. Rồi, ok. Yeah. Rồi, để mình gọi là hạ reset lại cái. Ok, bây giờ nha, là mình sẽ cho một phát một nè. À, cái này nó rất là chậm các bạn ơi. Tại vì á, cái sấm sét này nó đánh không được nhanh. Các bạn ở ngoài đời cũng vậy thôi. Sấm sét nó chỉ đánh vô cái đùng cái là thôi, chứ nó không có đánh liên tục đùng vô đâu. Ok, như vậy các bạn thấy rồi đó, sức mạnh nè, đó. Đó, trời thì mây đâu có đen đâu. Ừ, chết rồi. Trời mây không có đen mà sao có sấm sét. Ok, hư cấu nha. Bây giờ mình phải tạo ra mưa. Mưa này các bạn, thấy chưa? Cái này nó mới hợp lý, chứ mà tự nhiên sấm sét không, người ta sẽ nghi ngờ liền. À, bây giờ nè. Bùm, rồi, đánh sấm sét coi. Ồ, chưa, đây. Yeah. Ok, mấy các bạn nhìn mấy cái xe nè. Đó, cái xe đang chạy tới nè, sập ra nè. Đó, xe nó nổ luôn các bạn, thấy chưa? Yeah, sức mạnh của thằng hủy diệt là như vậy đó các bạn. Đấy, vô, mấy cái nhà nhỏ cũng sập hết, không có cái nhà nào mà tồn tại được hết các bạn. Đấy, xe chạy tới nè. Thấy không? Các bạn nhìn kỹ không? Bây giờ trời đang mưa gió mà, mưa là sấm sét là chuyện bình thường thôi. Đó, các bạn thấy không? Đây chính là cái gọi là thảm họa của tự nhiên. Đấy, thành phố về đêm, trời đang mưa, mọi người đang ngủ đúng không? Thì vô tình tắt điện luôn các bạn. Oh my god, đây là cái hành tinh giống như là tương lai trời, có mấy cái xe mà bay trên trời luôn các bạn, nhìn kìa. Wow, thôi chúng ta tắt mưa đi, nhìn nó tối quá. Rồi ok, bây giờ là mình chuyển qua cho nó trời qua bên đây đi cho nó sáng. Ok, và đó là cái đầu tiên về sức mạnh của thằng hủy diệt mới mà mình muốn cho các bạn xem. Tiếp theo đó là sức mạnh này mà các bạn rất là thích luôn, đó là sức mạnh động đất các bạn nha. Woo! Sức mạnh động đất đó các bạn. Ok, sức mạnh động đất này mình có thể chỉnh được. À, nhưng mà để mình thử xem coi là như thế nào nha. Ok, mình chỉnh cho nó nhỏ nhỏ lại tí. Ví dụ là 10 nè. Ok, 10 nè. Còn cái này là 10 luôn. Ok, để xem coi như thế nào. Động đất coi.
Wow, còn nhẹ, cái nhà nó chỉ mới lắc lư thôi chứ chưa có ngã. Cái nhà kia sắp ngã rồi kìa, ơi đừng có ngã nha. Ok, đó, các bạn thấy động đất không? Đó là sức mạnh của thằng hủy diệt đó. Lên cho nó 20 đi. Ok, bắt đầu là 20 và kết thúc là 10 hả? Không, kết thúc là 20 luôn. Đấy, thôi. Bắt đầu là 20, kết thúc là 50. Đấy, chuẩn bị động đất nào. 1, 2, 3, let's go. Wow, đây các bạn thấy những căn nhà nó sụp đổ không? Các bạn nhìn như vậy nó còn sướng hơn là khi mà nhìn trái đất bị phá hủy nữa. Tại vì trái đất nó chỉ là một cái hình cầu và nó chỉ bị nổ thôi. Còn cái này là các bạn thấy chân thật nhất, những căn nhà nó sẽ sụp đổ luôn các bạn à. Lại một lần nữa nào. À, với cấp độ này mà những căn nhà nó còn đứng vững được à. Cái căn nhà màu đen này đúng là nó thực sự rất là hạ châu luôn các bạn. Nãy giờ nó rung rinh, nó nghiêng quá trời luôn nhưng mà nó không ngã. Lì lắm, mình sẽ tăng cấp độ lên cho nó thấy được như thế nào. Bắt đầu là 50 và kết thúc là 100. Ok, 100 mấy luôn các bạn ơi, để mình coi. 200, 300, 400. Let's go, cho các bạn nhìn coi. Bắt đầu là 50 và kết thúc là 400, 400 là maximum rồi đó nha các bạn. Đó là cái vụ mà động đất á. Rồi ok, chuẩn bị ra. Yeah! Các bạn coi, nhìn coi, những cái căn nhà tung hết luôn các bạn. Rung một lần nữa. Yeah! Mình có thể làm liên tục luôn nha các bạn, chứ không phải là cứ làm từ từ mới được. Ô mày, cứ các bạn nhìn coi. Thêm một lần nữa nào. Ôi trời ơi. Rồi ok, chúng ta qua bên này. Đây, bây giờ mình sẽ cho nó lên là 100. Đói, bắt đầu là 100 và kết thúc là 400. Rồi ok, đâu, ơi mình khoan. Ờ, đó, mà thử này chú ơi. Let's go. Oh my god, các bạn nhìn mấy cái nhà rồi, nó bay tung tóe luôn các bạn ơi. Không có căn nhà nào trụ lại được hết. Đây, ôi khoan, từ từ. Có một căn nhà đang chuẩn bị ngã. À, nó ngã. Đây là một cây cầu màu đỏ, có những chuyến xe đang đi rất là nhiều luôn các bạn. Cái cầu này mình thấy rất là quen luôn, nhưng mà mình không nhớ. Bây giờ mình nên sử dụng gọi là sức mạnh gì để người ta không có nghi ngờ ở đây. Ok, mình thử sấm sét một lần nữa coi như thế nào nha. Wow. Cái cầu, xe kìa, oh my god, no, oh my god, nó rớt xuống bạn ơi. Ok, là cái sấm sét á, nó không có phá hủy được hết cái cầu, nhưng nó sẽ tạo ra một cái lỗ nếu mà đánh xuống. Đây, ở đây, vụ đang chạy đúng không, đánh xuống nè, yeah, thấy chưa, xe bây giờ hết chạy luôn rồi các bạn ơi. Nha, 50 nha, để xem coi như thế nào nha. Động đất nào, ok, wow, what? 50 là bắt đầu là 50 và kết thúc là 50, nhưng mà cây cầu cũng rất là trâu bạn ơi, đừng có ngã. Ui, nó ngã, nó đè cây cầu bạn ơi. Ok, cây cầu vẫn bình thường. 400 với 400 để xem coi như thế nào nha. 400 nè, lên 400, nhanh lên nào. Cây rồi đó. Yeah! Trời ơi, y như là lốc xoáy luôn các bạn. Nó động đất mà như lốc xoáy vậy. Lại một lần nữa nè. Oh my god. Ghê thật sự. Reset lại tiếp. Rồi, bây giờ mình chuyển qua đằng sau lưng là những cái nồi thông nè, hoặc là đằng sau lưng là những căn nhà nè, hoặc đằng sau lưng là núi. Đấy, nói chung là rất là nhiều, mình sẽ chuyển qua đồi thông đi cho nó nhìn nó. Ôi không, cái cầu này là phải đằng sau lưng là toàn là nhà mới nó mới hợp lý chứ. Ok. Chúng ta đến với sức mạnh mới các bạn. Tới không? Tới luôn nha. Ok. Sức mạnh tiếp theo là một sức mạnh có một cái tên rất là đẹp. Đó là voi rồng. Woo, lốc xoáy bạn. Bây giờ mình sẽ thử để lốc xoáy ngay cái nhà này thử coi như thế nào. Không, mình cho ra giữa luôn. Yeah! Oh my god! Ui! Lốc xoáy! Ui! Nó đã rồi các bạn! Oh my god! Các bạn nhìn cái vòi rồng kìa! Oh my god! Khoan! Cái vòi rồng như chuỗi các bạn nhìn kìa! Nửa cây cầu tan nát luôn rồi! Không, cái này phải đưa cho nó qua thành phố này. Úi giời, thành phố mà có nhiều tòa nhà cao tầng á, lốc xoáy nó mới đã. Rồi, sẵn sàng chưa các bạn? Chuẩn bị cho các bạn coi sức mạnh rồi nha. Yeah, ok. Đây, các bạn thấy thằng hủy diệt chưa? Tạo ra những sức mạnh mà người ta cứ nghĩ đó là thiên nhiên không? Oh my god, nó hút cơ. Ui, sao hò quá. Trời ơi, nó xoáy những căn nhà kìa. Tạo ra thêm một cái nữa. Oh my god, tạo ra thêm một cái nữa. Rồi ok, à nó phải gọi là hạ refresh các bạn, cooldown các bạn. Oh my god, hai cái lốc xoáy nó tạo ra
nó cụm vô nhau bạn ơi, nó kết hợp với nhau rồi. Oh my god, toàn mọi thứ, toàn thực sự mọi thứ luôn các bạn à. Quá đã các bạn ơi. Mùa này mà có dòi rồng nữa thì đúng là tuyệt vời một trời luôn. Tại vì bây giờ dòi rồng nó sẽ xuất hiện khi mà trời tối các bạn ơi. Cho nên là xuất hiện dòi rồng là bình thường rồi. Let's go nè. Bây giờ từ từ, xe đang chạy nè. Bây giờ mình sẽ tạo ra nè. Rồi cái xe màu xanh. Ôi chưa. Từ từ. Cái xe màu đỏ nha. Mình không thích màu đỏ BD đâu. Đấy, lốc xoáy tới rồi. Ôi trời ơi, nó chưa hút được cái xe. Các bạn nhìn nè, nó hút cái xe lên nè. Từ từ. Hồi nãy cái xe gọi là ngóc đầu luôn các bạn. Ấy, hút cái xe lên. Ok, nó không, ui nó không hút cái xe lên các bạn ơi. Nhưng mà nó đang gọi là hạ xoáy và phá hủy rất là nhiều tòa nhà luôn. Oh my god. Ôi cái nhà bên đây còn à. Cái nhà bên đây còn à. Đùa nhau à. Rồi ok, tới luôn. Ồ, sao đi qua bên kia vậy? Qua bên đây. Ok, đang hút các bạn không? Đó. Đó, nó đi ngược lại rồi kìa. Oh my god. Wow. Ghê thật sự luôn các bạn. Lạnh quá các bạn ơi. Ủa quên, mình là thằng hủy diệt mà, biết lạnh là cái gì đâu. Ok, do mình tưởng tượng ra thôi. Tại vì ở đây nó đang trời tuyết các bạn ơi. Tuyết đang rơi và mọi người đang chạy xe rất là bình thường. Thành phố rất là yên bình luôn. Và các bạn nghĩ coi, thằng hủy diệt còn sức mạnh nào mới nữa hay không? Còn chứ sao không. Những sức mạnh về thiên nhiên á, thằng hủy diệt còn nhiều lắm, các bạn hãy đợi đấy. Rồi, hồi nãy là lốc xoáy vòi rồng đúng không? Và bây giờ thì sẽ là một gọi là hạ thảm họa thiên nhiên mới. Nó sẽ phun ra lava, là dung nham đó. Các bạn thử đoán xem đó là cái gì. Các bạn đoán được rồi đúng không? Đó là núi lửa các bạn à. Ok, núi lửa ở đây mình có thể chỉnh được gọi là hạ những cái fireball, là những quả cầu lửa. Đâu, để mình xem coi là như thế nào nha. Yo, wow, núi lửa đâu? Oh my god, nó tạo ra một cái ngọn núi lửa từ dưới đất trồi lên các bạn. Ui, nó bắn ra những cái quả cầu kìa. Ôi, cái này không khác gì là thiên thạch luôn các bạn. Oh my god, nhưng mà cái này chỉ là năm thôi, cho nên là có những chỗ nó vẫn còn tồn tại được. Nó dám coi thường sức mạnh của thằng hủy diệt hả? Được rồi, mình sẽ tăng lên cấp độ là 15. Yo, yeah. Các bạn thấy không? Cái gọi là núi lửa nó đang mọc lên. Vào cấp độ 15 là quả cầu nó sẽ bự hơn rất là nhiều. Quả cầu dung nham. Cho. Ui, không phải nó bự lên rất nhiều mà là nó bắn ra rất nhiều luôn các bạn. Nhưng mà cái thành phố này tắt cây rồi đó nha. Tắt cây rồi đó. Tại sao cấp độ 15 mà thành phố vẫn còn đứng vững? Lên tiếp 25 không. Lên 45 luôn, 47 luôn. Nè, coi thành phố này còn tồn tại được hay không nha. Let's go. Rồi ok, chuẩn bị nhìn nó bắn ra những cái dung nham nè. Những cái gọi là thiên thạch nè. Yeah, không phải thiên thạch là dung nham các bạn ơi. Chết. Y như là dòi nước luôn các bạn. Nó bắn liên tục luôn. Oh my god, đói, trời ơi. Oh, nó rơi từ từ xuống luôn các bạn ơi. Wow, nhưng mà thành phố vẫn còn. Các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5 cái tòa nhà nó vẫn còn đứng vững à. Maximum luôn cho anh, 100. Rồi ok, chạy đâu con sâu. Nè, 100 các bạn, hồi nãy là 47 thôi mà nó làm liên tục vậy, 100 thì như thế nào? Đây mới đúng là gọi là núi lửa phun trào nè các bạn. Oh my god, ôi. Cái gì vậy? Tại sao nó vẫn còn? Trời ơi, cái gì vậy? Núi lửa gì kỳ vậy? Come on, làm ơn, tiêu diệt hết đi. Bắn ra nhiều thì cũng phải rớt xuống nhiều chứ, tại sao rớt xuống không có tác dụng như vậy? Rồi ok, cây rồi đó, tiếp tục nào. Ok, cho nó lên thêm được những cái ngọn núi lửa nữa. Ok, hai ngọn núi lửa luôn các bạn ơi. Thấy chưa? Hồi nãy chỉ là lỗi thôi. Hồi nãy chỉ là do gọi là hạ trời ơi. Hồi nãy á là do trời tuyết nó hạn chế đi cái việc đó là hạ dung nham, gọi là hạ bùng ra rồi, cho nên là hạ khi mà không còn nữa các bạn thấy không? Một phát một thành phố còn gì nữa đâu. Thấy chưa? Một nè, ấy, 100 nó có khác, 100 nó có khác. 100 nó có khác các bạn à. Ok, thấy chưa? Thấy chưa? Sức mạnh nó không hề giảm đi một tí nào hết các bạn thấy chưa? Chỉ có trời tuyết thì nó mới giảm. Ơi khoan. Vẫn còn một căn nhà kìa. Vẫn còn một cái tòa nhà. Vậy là rõ ràng nó cũng giảm đi một tí tẹo như nè. Nhưng mà không sao, cái đó không thành vấn đề các bạn ơi. Rồi ok, chúng ta qua cái này đi, thử xem như thế nào. Tắt cái mưa này đi. Mưa này không có thấy gì hết. Rồi ok. Núi lửa phun trào. Ok, từ từ. Núi lửa phun trào.
Wow, các bạn thấy không? Từ dưới nước nó trồi lên một cái ngọn núi lửa và chuẩn bị nó phá hủy hết toàn bộ những cái gọi là hạ trong thành phố luôn. Oh my god, oh my god, oh wow. Tội nghiệp cho mấy cây cầu quá. Đây là cây cầu là ở ngoài biển đúng không? Đấy, sóng thần tới thì sẽ như thế nào đây? Từ từ để mình coi coi. Come on nha, let's go. Sóng thần đâu? Sóng thần này có thể chỉnh được cấp độ. Ủa gì kìa? Gì sóng thần gì tí tẹo? Nhưng mà vẫn có thể phá hủy được. Nhưng mà sóng thần gì mà nhỏ xíu vậy trời? Không chấp nhận được, không chấp nhận được. Sóng thần là phải mạnh mẽ. À cái này mới có 40 thôi. 50 coi, khoan từ 57 coi như thế nào nha. Chúng ta chuyển qua thành phố đi, các bạn sẽ nhìn rõ hơn khi mà sóng thần nó ập tới. Chuyển qua một nơi khác đi. Cái nào cho nó đẹp đẹp ta? Cái này đi, rồi ok. Bây giờ các bạn hãy nhìn đây nè. Bây giờ các bạn hãy nhìn này nha. Bây giờ các bạn hãy nhìn đây, sóng thần đi qua thành phố nó càng quét ghê như thế nào nè. Let's go. Ủa, chưa, lộn, chưa kích hoạt sức mạnh. Kích hoạt sức mạnh. Rồi, ok, các bạn nhìn này, chuẩn bị sóng thần qua nè. Gì kỳ vậy? Mình nghĩ là sóng thần nó phải cao lên như vậy nè. Nó ập tới vậy nè bạn, nó làm vậy nè. Wow, đó. Chứ đâu phải nó đi ngang ngang phè đâu. Ok, không được rồi. Mình phải chỉnh lên 100, cái này 100 luôn. Ui, 100 mấy luôn các bạn ơi. 147 luôn các bạn ơi. Rồi, ok. Thành phố vẫn còn tồn tại. Một lần nữa, thành phố vẫn còn tồn tại. Rõ ràng sóng thần của mình nó còn cùi. Trời, sóng thần gì kỳ vậy? Đi ngang qua mà kỳ ta. Hết cỡ luôn nè. Hết cỡ luôn là mấy trăm? 400 rồi các bạn ơi. Hết cỡ là 400. Lần này mình sẽ cho thành phố này thấy là hả, sóng thần là như thế nào. Ok, sóng thần tới đi em ơi. Tới đi em ơi. Ủa chưa, lộn, sao cứ lộn này hoài ta. Tới luôn em ơi. Rồi, sóng thần tới nè, để xem coi như thế nào. Ok, wow, sóng thần ngầu quá. Cái gì kỳ vậy ta? Ủa, cái gì vậy? 400 luôn mà nó không tác dụng à. Mình thử giảm xuống thấp nhất coi như thế nào. Oh my god, sóng thần gì kỳ ta. Giảm xuống thấp nhất luôn các bạn, 10 nha. 1 luôn, 1 coi như thế nào. Chắc là cụm nước nhỏ xíu quá. 1, trời ơi, ủa, khoan. Sao sóng thần gì 1 với lại 400 giống nhau vậy? Y hệt nhau luôn á. Đây làm lại nè. Đây, sóng thần rồi. Sóng thần 1 với 400 không khác gì nhau luôn các bạn. Ok, nó không hề khác gì luôn á. Ôi, cái này hơi sai nha, này hơi sai đó. Rồi 400 nè. Nè nhìn nè. Nhìn 400 với lại 1 đó, 400 cũng y vậy luôn. Ủa, cái này có bị gì không ta? Trời, nhìn sóng thần mà muốn hả bỏ luôn sức mạnh này luôn á. Vậy do sóng thần mà không có làm được gì á, làm uổng phí sức mạnh của mình. Ok, bây giờ á, chúng ta không có cần cái sóng thần này nữa. Cho nó qua đi. Một sức mạnh mới. Đấy, thảm họa của thiên nhiên. Ok, từ trên trời rơi xuống. Đó là gì? Thiên thạch. Vô, thiên thạch đâu? Yeah. Mới kêu thiên thạch đâu, nó làm cái đùng cái hết hồn luôn bạn. Wow, lại. Wow, cái thiên thạch này nó rớt ghê các bạn. Nó rớt mà nó làm tốc độ ánh sáng luôn á. Nè, nhìn nè, thiên thạch đâu? Ok, rồi. Rồi, thiên thạch. Oh my god. Thiên thạch. Oh, trời ơi, tốc độ ánh sáng đúng không bạn? Ok, bây giờ nó tốc độ ánh sáng vậy, mình thử cho nó maximum coi tốc độ ánh sáng nó như nào. 100 nha. 100 rồi. Ủa, cái gì kìa, nãy 500 mà. Oh, khoan. Rồi, ok. Lại nè, cho qua thành phố tối đi. Vô. Ủa, khoan được. Sao cái lỗ này quay ra? Let's go. Oh my god. Cái gì vậy, một cái một banh luôn cái thành phố rồi. Really? Oh, vô. Tiếp tục nào. Từ, cái này mình nên là mình chỉnh nhỏ lại thôi. Ghê quá, hơi bị ghê bạn ơi. 100 với là 100 đi. Ghê quá rồi, ok. Vô. Oh my god, sức mạnh nó ghê quá đến nỗi mà nó nổ một cái một. Đúng rồi, đây là cái hoàn cảnh mà gọi là hại trái đất phải nhận được khi mà thiên thạch rơi xuống. Đó là không còn một cái gì tồn tại hết các bạn ơi. Rồi ok, qua này cho nó sáng cho bạn nhìn cho rõ nha. Bây giờ là mình sẽ cho động đất nè. Thiên thạch nè. Oh my god. Sự kết hợp hoàn hảo luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp lại những cái này nha. Ví dụ như là sấm sét này thì không có gì để kết hợp được rồi. Bây giờ là động đất và vòi rồng. Vòi rồng, động đất. Oh my god. Động đất một phát, một hai vòi rồng nó hút quá luôn các bạn ơi. Động đất lên. Trời ơi. Đó
đó là sự kết hợp giữa những cái gọi là hạ thảm họa của thiên nhiên các bạn. Rồi ok, tiếp tục là refresh, cái này hơi mất công các bạn ơi. Rồi vậy thì bây giờ nha, rồi sóng thần dung núi lửa. Wow, núi lửa với sóng thần các bạn ơi. Oh my god. Rồi ok, núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Sóng thần một lần nữa, sóng thần một lần nữa. Các bạn thấy không, thảm họa thiên nhiên mà nó tới cùng một lúc á thì không còn cái gì mà tồn tại được hết á, tan hoang hết luôn. Quá ghê các bạn ơi. Rồi ok, đó là những gì các bạn thấy về sức mạnh đó, những cái sức mạnh mà gọi là bá đạo hạt gạo. Rồi ok, cái này nè, 518 nè. Ok không, cái độ mà gọi là hạ phá hủy á, cái diện rộng nó chỉ là 8 thôi, cho nên là khi mà rớt xuống nó không có tác dụng nhiều không. Nhưng mà mình thề với bạn luôn, mình nhìn mấy cái thiên thạch này rớt xuống mình nhìn nó đáng sợ thì các bạn ơi. Ok vô. Wow, oh my god. Wow, oh my god, quá ghê. Rồi ok, để mình thử coi sóng thần nó có cao lên được không. Mình cay cái sóng thần này quá, sóng thần này mình cay thật sự ấy. Rồi ok, đấy, rồi rồng, sóng thần, núi lửa, động đất, tất cả mọi thứ đang có trong một cái thôi bạn ơi. Rồi ok, thiên thạch vô, tất cả mọi thứ hãy dồn xuất hiện ở đây hết đi. Oh my god, không còn cái gì để tồn tại được hết các bạn ơi, tan hoang hết rồi. Ok, để mình xem coi còn sức mạnh nào mới nữa không. Ok, không còn sức mạnh nữa bạn ơi. Rồi, và ngày hôm nay ta Lander Beerus đẹp trai, hoặc các bạn thường gọi ta là thần hủy diệt, đã phá hủy trái đất một cách rất là đơn giản bằng những gọi là hạ sức mạnh của thiên nhiên. Ok, mà thường gọi là thảm họa thiên nhiên thì đúng hơn. Wow, không ai biết là hả ta đã làm ra những cái chuyện này đâu. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, cũng để xem cảm ơn những cái nếu các bạn là fan chân chính muốn ủng hộ mình nha các bạn ơi. Động đất nè, góc dòi rồng nè, rồi núi lửa, rồi thiên thạch, rồi tùm lum hết luôn. Oh my god, dòi rồng, động đất, ok, sóng thần, núi lửa. Ok, này giống là như là sơn tinh và thủy tinh luôn các bạn ơi. Oh my